Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình lại tiếp nhận một con xe lít 125, con này đời 2015 anh em ạ. Thì con này bác khách hàng mang đến cho mình đây, bác khách hàng bác ấy cũng ở gần cho mình đấy. Thì bác cũng mang ra thì nó mất điện hoàn toàn đấy. Ắc quy thì nói đúng là xe này để lâu quá rồi, ắc quy hỏng mất rồi đấy, không còn tác dụng gì nữa. Mà xe này cũng từ 2015 thì anh em thấy là gì, ắc quy nó không còn gì rồi đấy. Thì mình cũng lắp ắc quy mới vào rồi đấy, ắc quy mới cứng cựa đây. Nhưng mà sau khi mà lắp ắc quy nhá thì không có điện anh em ạ, bật lên hoàn toàn là không có điện. Thì anh em nhìn này, anh em nhìn hộ mình đây. Mình bật điện này để công tác này đây. Đấy, hoàn toàn là không có điện nhá, không có bất kỳ một cái tín hiệu gì, đè rồi còi rồi sinh nhan tất tần tật là không có đấy, không có cái gì hết đấy. Thì vậy thì mình tìm cái bệnh mà lại không có điện này ở đâu? Tất nhiên là khi mà mình bật lên không có điện như này thì nó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến không có điện, đúng không ạ? Thì mình phải tìm từ dễ đến khó đấy. Mà để tìm được từ dễ đến khó thì anh em phải biết được cái đường điện nó đi như thế nào thì anh mới tìm được, đúng không ạ? Đấy, thì mình quay vào đây để anh em nắm được này. Đấy, mình thì mình cũng tìm vừa sơ qua nhanh để cho bác ấy biết, cho bác ấy yên tâm là ắc quy thì kém rồi, hỏng rồi. Nhưng mà mình cũng tìm nhanh để cho bác yên tâm là xem là cái nguyên nhân tại sao. Đấy, vì xe thì thực chất ý, ở quê thì anh em biết là nhiều khi là có những cái xe mà khách hàng mua nhưng mà để giữ gìn rất là cẩn thận. Bởi vì cũng là một cái tài sản rất lớn ở quê. Đấy, chứ nó không phải là gì cả. Đấy, cho nên là ở quê là thường là khách hàng giữ xe rất là cẩn thận. Đấy, thì anh em nhớ nhé, đây này. Trước khi mà anh em tìm cái ban mất nguồn này, đúng không ạ? Thì một anh em đo cầu chỉ cho nhanh cũng được. Còn không thì anh em cũng phải kiểm tra từ cái gì? Từ cái ổ khóa trở đi nhá. Đấy, vậy thì từ cái ổ khóa trở đi thì anh em phải tìm như thế nào? Thì bắt buộc anh em phải có sơ đồ mạch điện thì anh tìm nó mới nhanh. Đấy, thì anh em biết là cái điện trước khóa và điện sau khóa nó là những cái dây gì thì anh em mới tìm được, đúng không ạ? Đấy, thì mình tháo cái nhựa nắp ổ khóa ra để mình tìm cho anh em nhé. Thì cái ban này thì thực chất thì mình cũng thông tin luôn cho anh em là gì, nó bị hỏng ổ khóa đấy, nhưng mà nó hỏng mất một mạch đấy. Mình cũng không gọi là nói dài dòng làm gì nữa, mình thông tin luôn cho anh em biết là bị hỏng một mạch ổ khóa nhá. Đấy, thì bây giờ mình cặp một cái cặp vào bình ắc quy này, chân mát này, thì mình kiểm tra nhé anh em. Mình kiểm tra đấy, anh em nhìn này, điện dương ắc quy sáng nhá, ắc quy tốt đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh em tìm những cái đường dây ở dưới ổ khóa này thì anh em nhìn thế này, ổ khóa thì nó có hai vế nhá, có hai vế để mình cu gần lại để cho anh em nắm được này. Những anh em chưa biết thì anh em tham khảo nhá. Mình phải tìm cái rễ trước anh em ạ. Đấy, bởi vì cái cầu chì này thì anh em biết là nó nằm ở mãi cái dưới cái góc đây. Đấy, đây này, cầu chì nằm ở mãi cái góc này, đây này, góc dưới này. Cho nên để anh em bật cái nắp nó ra thì cũng không phải là dễ bật, đúng không ạ? Đấy, thì anh em phải tìm ở ngay cái ổ khóa đầu tiên cho mình cho nó dễ nhá. Đấy, thì mình quay gần vào để cho anh em xem, là anh em tham khảo lần sau ví dụ mà ấy thì anh em cũng tìm cho nó nhanh. Đây, đấy, thì anh em nhìn này, ổ khóa của cái dòng xe lít từ cái xe đề từ này đời 2015 này, đây con này hai đời đời 2015 nhá, có 4 dây. Thì anh em nhìn này, có hai vế, nó chia làm hai vế này. Đấy, vế bên trái này, vế bên phải này. Đấy, thì vế bên phải để mình nhìn xem nào, nó là dây vế bên phải nó là dây đỏ này, dây đỏ sọc xanh lục này, anh em nhìn nhá. Đây này, đây, đây, anh em nhìn nhá, để mình cho dịch cái này cho anh em nắm được này. Vế bên phải là dây đỏ sọc xanh lục và dây đen sọc trắng nhá, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, mình phóng này anh em đã nhìn thấy đủ độ gần chưa? Đấy, cho mình cho gần này chút nữa để anh em xem nhá. Đấy, hai vế, vế bên trái và vế bên phải cho anh em nhìn nhỉ. Dây đỏ sọc xanh lục và dây đen sọc trắng. Vế bên trái là dây đen sọc đỏ và dây đen nhá. Đấy, dây đen ở dưới này anh em này, đây là dây đen ở dưới này nhá. Đấy, anh em nhìn cho nó thấy nhá, dây đen ở dưới. Đây này, đấy, đây là dây đen này. Đấy, thì nó có hai vế riêng biệt. Thì anh em phải nên nhớ là gì, mình căn cứ vào sơ đồ mạch điện thì anh em thấy là gì. Đây, thì mình lại cho anh em cái sơ đồ mạch điện để anh em nắm được này. Đấy, cho anh em cái sơ đồ mạch điện để anh em nắm được nhá. Điện từ dương ắc quy này đi qua dây đỏ này, đấy anh em nhìn này,
đi qua dây đỏ, đi qua cái cầu chì 10A. Đây nhá, đây là anh em này. Đây, cầu chì 10A đây này, để mình chỉ cho anh em xem này. Đây này, đi qua cầu chì 10A thì nó thành dây đỏ sọc xanh lục. Anh em nhìn này, đỏ sọc xanh lục và nó đi lên công tắc máy. Đúng không ạ? Khi bật tới công tắc máy thì nó phải đi sang dây đen sọc trắng để nó cấp nguồn cho một loạt các thiết bị, anh em nhìn này. Đấy, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình tìm cái dây đỏ sọc xanh lục này. Đấy, xem nó có điện không đã, và bật công tắc nó có sang dây đen sọc trắng không, đúng không ạ? Đấy, đây mình kiểm tra luôn cho anh em xem này. Có nha, anh em nhìn thấy có nha. Có nha. Đấy, dây đen sọc trắng có này. Vậy thì gì? Mình kết luận là gì? Mình kết luận là gì? Ổ khóa là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà tốt là ở cái vế đầu tiên, là cái gọi là ổ khóa điện 1. Đấy, mình trên sơ đồ mình hay là đề ổ khóa điện 1 và ổ khóa điện 2, đúng không ạ? Thì bây giờ mình kết luận là gì? Công tắc máy này, bật công tắc sang dây đen sọc trắng là tốt. Đấy, thông. Vậy thì mình còn tìm cái dây gì nữa? Đây, mình lại tìm lại ngược về tay nguồn, dây nguồn. Đúng không ạ? Đấy, mình tìm cái dây nguồn. Thì anh em nhìn nhá. Đây này. Cái dây đây. Khi bật thì cái dơ le chính nó hoạt động. Anh em nhá. Khi bật công tắc, thế này mình phóng to quá thì anh em nó khó nhìn. Anh em nhìn nó hơi khó. Đây. Khi anh em bật nhá, công tắc máy này. Đấy. Thì dây đen sọc trắng này, anh em nhìn này, dây đen sọc trắng này, có điện rồi, mình vừa nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy rồi. Nó sẽ đi về cuộn từ của dây le chính. Anh em nhìn chưa? Khi cuộn từ của dây le chính được nối mắt sẵn rồi thì nó sẽ hút tiếp điểm. Nó hút tiếp điểm để gì? Để cái điện dương ắc quy này, dây đỏ này đi qua cái cầu chì chính 25A đi sang dây đỏ sọc trắng và đi qua cái tiếp điểm của dây le chính và đi về cái thanh sắt đây này. Anh em nhìn nhá. Về cái thanh sắt, vậy thì thanh sắt này nó sẽ chia về các cầu chì phụ kìa. Anh em nhìn có mấy cầu chì đây này. Đấy. Nhưng bây giờ mình quan tâm gì? Mình quan tâm cái cầu chì phụ 10A này. Đấy, khi mà điện đi qua cầu chì phụ 10A thì nó sang dây màu đen. Đấy, thì bắt buộc là dây màu đen này phải có điện này. Đấy. Và khi ta bật công tắc thì hai cái tiếp điểm nó đóng đồng thời mà thì điện nó phải sang cái dây gì? Dây đen sọc đỏ. Vậy thì bây giờ mình sẽ gì? Mình tìm xem là cái gì? Cái dây đen này nó có điện không và dây đen sọc đỏ này nó có điện không? Đúng không ạ? Khi ta bật công tắc nó có sang dây đen sọc đỏ không? Đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mình tìm nhá. Mình tìm dây gì? Có nghĩa là mình thì phải tìm dây đen trước, đúng không ạ? Khi dơ le chính đóng thì dây đen phải có này, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn thấy gì chưa? Đen sọc đỏ không có nhá. Đúng không? Đen sọc đỏ không có này. Vậy thì gì? Mà vế bên đây thì là gì? Bật công tắc thì là nối rồi. Trong khi đó vế bên đây dây đen không nối điện sang dây đen sọc đỏ. Đúng không? Đấy, mình lại cho gần vào để anh em nắm được nhá. Đấy, vậy thì mình kết luận là gì? Tiếp điểm ổ khóa không đóng. Đây, anh em nhìn này, dây đen điện có này, đen sọc đỏ không có này. Vậy thì kết luận là gì? Cái vế ổ khóa bên trái này bị hỏng, không đóng được tiếp điểm nhá, cho nên dẫn đến không có điện. Vậy thì bây giờ mình làm tìm cái trường hợp này như thế nào, mình xử lý như thế nào? Thì mình bây giờ anh em cứ nối cho mình vào đã, đúng không ạ? Nối vào để cho khách hàng đi đã, khách hàng giờ cũng chưa có tiền mà thay ổ khóa ngay. Vậy thì mình phải xử lý bằng cách đấy vậy thôi, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mình nối để anh em thấy được gì? Mình nối là có gì? Cái tiếp điểm nó hỏng mình nối vào là sẽ có điện. Thế mình để mình nối cho anh em xem nhá. Đây thì anh em nhìn nhá. Mình cũng đã đây, mình cho. Đây mình để gần cho anh em nắm được. Đây. Thì cái dây ổ khóa thì nó đi vòng xuống đây rồi, rẽ rồi. Đây mình cũng đã kéo nó ra đi. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Thì mình đây, mình tách nó ra như này. Đấy. Đây, mình phóng gần vào cho anh em xem này. Đấy, chính là cái dây gì? Dây đen và dây đen sọc đỏ. Bây giờ mình nối vào nhau đi. Thì nó sẽ có điện. Anh em nhìn chưa? Đèn sáng chưa? Đèn vị trí sáng chưa? Vậy thì anh em thấy gì? Tầm quan trọng của sơ đồ mạch điện chưa? Đấy. Điện sáng rồi. Điện sáng rồi, có điện rồi. Anh em nhìn này. Đấy, bây giờ mình tắt công tắc đây này. Tắt công tắc này. Đấy. Mình bật công tắc lên nhá. Bật công tắc này. Điện có rồi. Đấy, vậy thì gì? Cái ban này nó là do nguyên nhân là tiếp điểm ổ khóa nó bị hỏng một vế. Đấy, và nó hỏng như thế nào thì anh em vừa xem cái quy trình mình bắt bệnh rồi.
đúng không ạ? Dựa vào sơ đồ mạch điện bắt bệnh rất là nhanh. Đấy, mình còn chưa cần phải tháo hệ thống cầu chì ra mình đo đạc làm gì cả, mình phải tìm từ dễ đến khó đã nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Xe nổ máy luôn nhá. Đấy. Ai gọi điện hả? À rồi. Xe nổ máy luôn anh em nhá. Đấy. Vậy thì gì? Khẳng định 100% là gì? Tiếp điểm ổ khóa hỏng. Đấy, và gì? Khi mà mình có sơ đồ mạch điện thì anh em sẽ tìm rất nhanh, chả phải tháo rỡ cái gì cả. Còn nếu anh em không có sơ đồ mạch điện nhá, thì anh em còn không biết là đường điện ở bật ổ khóa dây nào nó sang dây nào, đúng không ạ? Dây nào trước khóa, dây nào sau khóa. Rồi là khi bật thì dây nào sang dây nào, đúng không? Đấy, mình tắt điện đi đã nhá. Đấy, thì cho nên là cái gì? Mình vẫn nói là gì? Cái tầm quan trọng của sơ đồ mạch điện nó là như vậy. Còn nếu bình thường những anh em không nắm được mạch điện thì chắc rằng anh em cứ nghĩ là chuột cắn chẳng hạn. Đấy, hoặc là chập chạp ở đâu đứt cầu chì. Thì mình đâu có bật được cái nắp cầu chì này ra, nó ở sâu thẳm ở dưới đây cũng đã khó rồi, đúng không ạ? Đấy, còn không nắm được cầu chì nào trước khóa, cầu chì nào sau khóa. Đấy, thì cũng là một cái khó sắc khăn cho những anh em, đúng không? Đấy, rồi là gì? Rồi không biết thì nghĩ là xe để lâu rồi thì chuột có thể là chui vào cắn đường dây. Đấy, thì lại phải dỡ banh hết tất cả dàn nhựa ra, thì nó rất là vất vả, mà cuối cùng cái ban bệnh của nó thì thực chất thì nó lại ngay ở cái ổ khóa này thôi. Đấy, cho nên là gì? Mình có sơ đồ, mình tìm nó rất là nhanh và dễ cho chúng ta trong quá trình mình sửa chữa cái đường điện nó bị chập, cũng như là những cái bàn nó mất điện nguồn, mà ta có thể gọi là tìm được một cách nhanh chóng và chính xác nhé. Thì bây giờ mình chỉ nối ổ khóa để tạm và để cho khách hàng chạy đã nhé. Sau này thay khách hàng có thay ổ khóa hay không thì lại tính sau. Đấy, thì bây giờ mình trước tiên là chưa có ổ khóa, mà khách hàng cũng cần vội đi. Đấy, thì mình cũng nối tạm để cho khách hàng đi xe hoạt động được đã nhé. Đấy, thì mình cũng xin tạm dừng cái video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé. Đấy, thì mình xin kết thúc ở đây. Rồi, xin chào.